Thì đây đây đây, thì bạn thấy không? Hiện tại ở đây là một cái khu vực mới mà một khu vực trượt băng nha. Tôi anh ra không biết luôn các bạn ơi. Hả? Chưa vào đây lần nào luôn các bạn. Ok. Ok, hello mọi người nha. Lại là mình Tần Yolo đây các bạn. Ok ok các bạn, đố các bạn mình đang đứng ở đâu các bạn. Thì clip hôm nay thì các bạn có một số bạn hay là không phải là một số bạn đâu, có mấy bạn kêu mình khá là nhiều rồi các bạn. Mấy bạn kêu mình là gọi là anh ơi làm clip về ghé thăm những cái nhà bị tòa nhà bị lãng quên trong Play Together đi mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đáp ứng lại những cái yêu cầu của những bạn đó, mình sẽ đi thăm lại những tòa nhà mình được cho là mình bị mấy bạn bị lãng quên, bị lâu mọi người, gọi là ít người vào các bạn. Rồi, thì cái chỗ đầu tiên mà chúng ta muốn nhắc đến đó là tiệm mì các bạn, tiệm mì Corino các bạn. Thì cái này mình thấy sau cái vụ mà mì Thanh Long thì các bạn cũng không có vào đây đúng không? Bây giờ mình sẽ vào đây thử trong đây có cái gì không bạn. Thì lâu lắm rồi mình chưa có vào lại, mình không biết trong đây có cái gì các bạn, rồi mình vô thử ha. Thì phía ngoài trang trí thì cái ngôi nhà này mình có lẽ là mình mấy bạn đem về decor cũng được đó mọi người. Cái này đưa bà gì với decor rồi các bạn. Cái này là kiểu như decor mấy cái nhà này hơi bị đẹp, hơi bị đỉnh rồi nè. Rồi mình vô trong coi có gì khác hồi xưa không các bạn nha. Đi thôi. Đây rồi các bạn, mình đã vô được bên trong tiệm mì các bạn đây. Các bạn thấy không, hiện tại là tiệm mì rất là vắng luôn các bạn, rất là vắng vẻ luôn. Thì mặc dù trong này nhìn có vẻ rất là sang trọng, rất là quý phái các bạn, nhưng mà có chỉ hơn có 7 triệu người vào đây các bạn, hơn 7 triệu người vào đây thôi nha. Thì tính ra vậy là tòa nhà này gọi là hơi bị ít người vào các bạn, hơi bị ít người vào nhé. Thì trong này có những gì các bạn có biết chưa? Thì trong này những có những gian hàng người ta gọi là mới thêm vào, các bạn có thể bạn không biết nha. Hồi xưa các bạn vô rồi nhưng mà lâu lắm các bạn không vô đúng không? Rồi bây giờ chúng ta cùng khám phá thử coi trong này có cái gì mới không các bạn nhé. Thì mình hồi xưa mình vào mình nhớ không lầm là cái chữ này là mình có chưa thì mình không nhớ luôn, rồi mình nhớ là hình như là chưa có nha các bạn nhé. Thì có cái chữ là ngon hơn mì, nhàn hơn nấu là sao ta, nói chung là tôi không biết sao mọi người đó. Thì ở đây có bán mì mì trộn tương đen ăn liền à rồi ta. Ở giữa này chỗ mấy siêu thị của mini bên mình nó có bán không ta, có bán không mọi người nhỉ? Hình như có đó, có mì trộn tương đen đúng không? Ồ để bữa nào tôi ra tôi mua thử ăn thử mọi người. Rồi bên này thì có bán mì ly các bạn, nước uống boro mì dâu à. Cái này giống nhân vật hoạt hình rồi các bạn ơi. Wow, cái này là mì ly nha, mì ly kim chi nha các bạn. Ghê. Thì giờ bên này là có cái ổ điện các bạn, đó các bạn có thể ngồi đây để sạc điện thoại được nha mọi người nha. rồi mình bước qua đây nha, mình sẽ nhảy vô trong gian hàng của ông chú đầu bếp các bạn. Thì trong này ông có để những cái tô nữa các bạn, tô nè, cái đĩa nè, đó cái bình này là cái gì mình không biết các bạn, không biết nữa. Bên này là có rau củ nè các bạn, đó thấy rồi chưa, ai ta le tôi gì ta. Đó thì bên này có những ba cái bình, ba cái dĩa, cái chén, cái gao nè, cái hớt các bạn. Đó đây có một cái cô gọi là khá là trung thành với tiệm này mọi người, tên là Korean Lover, là người yêu thích cái tiệm này á mọi người. À rồi ăn mì có ăn tô ăn hoài luôn, ăn mấy năm trời luôn mọi người. Rồi bên này là có cái ông chủ của tiệm mì mọi người, ổng đang cháu bắt một cái chảo nước các bạn. Đó, một chảo nước khá là trong nha, mà lửa bắt hoài luôn mà không cạn các bạn, thôi chịu rồi nha. Rồi bên này thì có những cái chỗ ngồi cho bạn ăn mì nè, có một cái đồ niêm gia vị nè, thêm muối hay là thêm gì đó các bạn. Bên này thì có mấy bán thêm một số cái mì nữa, đó là mì jumbo bò cay với lại mì hải sản cay nha mọi người nhá. Ok nhưng mà đặc biệt mọi người, thì bên đây bạn thấy không, có tô mì Coreno trà bá đó các bạn, bánh kia luôn các bạn, to quá to luôn nè. Thì đó thì công dụng của tô mì này, mình chỉ xuống tắm mọi người, trong đây mình chỉ thấy mì ở đây nè, đó thấy mì không, có cái trứng ở đây các bạn nhá, thì có vài cái cọng hành lát hành vô đây, hành lá đó. Thì các bạn thì ngoài cái công dụng của tô mì này ra thì mình chỉ tắm thì có công dụng đó là mình câu cá được nha các bạn ơi. Thì bất có bạn nào chưa biết thì có thể vô đây nha. Sắp tới mọi người, sẵn đây mình nói luôn, thì ngày mai là ngày chính thức của cái vụ mà câu cá băng mới các bạn. Thì mình nghĩ là trong này sẽ có 1-2 con cá băng mới nè, các bạn có thể vô đây câu nghe cho yên tĩnh nha các bạn nha. Trong này thì các bạn có thể đi vô câu cá heo băng, heo hồng mọi người, trong này nó giống như bên khu trung tâm nên trong này có heo hồng các bạn nha, có bóng nằm nha, bạn nào có muốn thử thì có thể câu qua đây nha. Rồi thì bên này là có một cái màn hình máy chiếu đúng không, rồi vậy là xong các bạn. Đó thì cái khu này khá là đẹp, khá là cổ kính luôn các bạn, thì chỉ có 7.2 triệu người vô thôi. Bây giờ mình sang khu tiếp theo nha, đi thôi. Rồi khu vực tiếp theo mình muốn chia sẻ các bạn đó là khu vực tòa thị chính các bạn. Tòa thị chính không biết phải là gọi là tòa thị chính không, mình nghĩ là khu này khá là chỉnh trọng mà mình gọi là tòa thị chính các bạn. Khu này thì các bạn cũng có vào đó nhưng mà vào khá là ít luôn, để mình coi số người mà vào trong tòa nhà này là bao nhiêu nha các bạn nha. Rồi để tôi coi coi, đâu xây số lưng nè, xây số lưng thì số người vô tòa nhà này chỉ có hơn 4 triệu thôi mọi người, chỉ hơn 4 triệu thôi. Ủa ở bên kia là 7 triệu,
bên này là chỉ 4 triệu gì, tòa nhà này vô khá là ít luôn mọi người, chị là đâu có nhiều đúng không? À rồi bây giờ mình sẽ đi khám phá thử tòa nhà này kỹ có gì các bạn nhé. Thì nào giờ mình chưa khám phá kỹ các bạn, ở trong đây mình có cái những cái sắp giấy như thế này ha. Ờ có cầm giấy như vậy luôn mà tôi không biết luôn các bạn, hồi xưa đâu có biết đâu. Wow, ở trong đây thì các bạn có thể vô dùng cái tờ giấy này để chơi một trò chơi gì đó nha mọi người nhé. Trong đây có thể bạn có thể lấy nha. Rồi mình coi đây là cái gì đây. À cái này là cái gì hả mọi người? Cái này là tôi đang làm cái gì mọi người? Tôi đang làm cái gì mà tôi run tôi vẽ cái gì ta? Không biết cái này là để làm cái gì các bạn. Trời ơi vãi chưởng thiệt sự luôn các bạn. Ở trong này có một cái bàn tay nữa nè, chỉ vô. À là mình bấm vô đây là mình sẽ làm nhân viên các bạn, mình đứng ở đây mình chào khách hàng nè. Annyeonghaseyo mọi người nha. Alo các bạn, chào mừng các bạn đến làm giấy tờ nha. Ủa sao không có ai chân vậy? Đó trong này cũng có những cái máy in nè các bạn. À máy in này ủa mình làm mình sử dụng được luôn hả? Wow, tôi đang làm gì các bạn? Tôi đang làm gì nè các bạn ơi? Các bạn coi tôi đang làm cái gì nè. Tôi đang để hai cái tay lên cái mặt mình làm cái gì mọi người, tôi cũng không biết nữa các bạn. Ủa cái này là tương tác được như thế này luôn hả? Hồi nào giờ mình chưa có biết, bạn mình ít có vào đây lắm. Trên màn hình của mình là có những cái thông tin về cái này là lập trình hay gì mọi người, lập trình hay sao á, là code gì đó các bạn ơi. Rồi bên đây của mình coi cái máy bên này có gì khác không ta. Cái máy bên này là khác các bạn, cái máy bên này đang chơi Play to Guide nha. Bấm giữ người ta đang chơi Play to Guide trong làm việc, giờ làm việc mà bấm giữ người ta gãy đầu nó thôi chịu rồi. Ghê vậy sao? Rồi cái máy bên này thì sao ta? Cái máy bên này thì ủa, cái này là ghế của khách hàng mọi người. Còn cái máy bên này là cũng là chơi Play to Guide luôn thôi chịu rồi. Cái máy xịn chưa? Cái máy thấy xịn chưa? Thùng CPU thấy xịn chưa? Rồi bây giờ mình sẽ lên lầu có gì không các bạn? Lên lầu có gì khác không nha các bạn nha. Lên lầu thì gọi là một khu này khá là trịnh trọng các bạn, khá là trịnh trọng lắm các bạn thấy không? Bên này có một cái cửa nè. Cái cửa này đóng lại là mai mốt cho cập nhật sắp tới là mình nghĩ cửa này sẽ mở ra thang một cái lối đi nào đó khác các bạn ơi. Đúng không? Đúng. Đó rồi bây giờ mình sẽ lướt qua đây nha. Lướt vô trong đây thì cái tòa nhà trong này thì có khá là nhiều sách vở luôn mọi người, kiểu như là giống như cái gọi là phòng của tổng thống hay sao các bạn ơi, là sao vậy ta? Rồi gì sao có máy bay nữa nè, tôi chịu rồi. Wow, đỉnh vậy ta. Đã thì khu này chỉ có vậy thôi các bạn, thành ra cái kiểu vô đóng phim đồ kiểu làm tổng thống hay gì đó mọi người, chứ không có gì khác, thành ra các bạn vô không có nhiều các bạn. Rồi, cái đó là khu vực gọi là bị lãng quên thứ hai nha. Thẳng đây mình đi mấy khu vực này mình cho các bạn coi khu vực mới luôn mọi người nha. Khu vực mới thì có liên quan tới cá mới nè, đây cùng coi nè các bạn ơi. Thì đây mọi người, thì đây chính là cái vùng đất mới mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì ngoài ra thì ngày mai cập nhật sẽ có những cái gì trang phục mới mọi người, khá là hấp dẫn đó các bạn. Thì đây thì các bạn thấy không, hiện tại ở đây là một cái khu vực mới các bạn, một khu vực trượt băng nha. Mình không hình dung có được cái khu vực này là khu vực nào các bạn, mình không biết nó đi vô từ chỗ nào luôn. Thì mình đón chờ ngày mai coi vô bằng cách nào các bạn. Đó thì các bạn thấy không, có cái dán trượt băng nè, ở bên này thì có cái cổng các bạn ơi, có mấy cái cổng nha. Thì cũng không biết là sẽ như thế nào các bạn, mình nhìn xem tiếp nha các bạn ơi. Đó thì cái khu đây các bạn, thì đây là một cái khu mới nữa gì mọi người, kiểu ở cái này cái xe mà cái này cái xe lăn tiết mà hình như là có thể là cái này là ở trong nhà mọi người, không biết cái này là ở trong nhà hay là như thế nào, để coi ngày mai sau nha. Đó rồi tiếp theo cái quan trọng là ở đây nè mọi người. Đó cái này là khu vực mới à. Đây cái quan trọng mình muốn chia sẻ với các bạn ngày mai đó là cá băng mới nha mọi người ơi. Đây từ từ nha, mình tua từ từ cho bạn xem nha. Đây mình phân tích cho bạn xem xíu nha. Rồi tiếp đây. Đây rồi các bạn, thì con cá này là con cá cũ nha, con cá này cá thiên bà thiên thần pháp. Cũ thì băng mới cũng nói đây, con cá là con cá đuối băng mới nha mọi người. Wow, cái này là một cái khu vực mới nè các bạn. Khu vực này mình trực băng rồi câu cá được luôn nè. Ồ, ghê vậy ta, cái khu vực này ở đâu mọi người ơi. Mình nhìn cái khu này thì nhìn nó lạ, có mấy ngọn núi này giống ở trong nhà mà không biết ở đâu các bạn ơi. Quá cái trưởng. Rồi tiếp theo là đây. Hay là hai con cá quan trọng nhất mọi người, quan trọng nhất là ngày mai. Ngày mai mình nghĩ chắc có lẽ là chắc khoảng 4 cái bóng 6 mới mọi người, 4 6 băng mới nha, thì tiết lộ hai con rồi, nhưng mà cái con này là con quan trọng các bạn. Đó thì ở đây là một con cá mao, con hải cẩu bạn, hải cẩu mà có quấn cái khăn trên nữa thôi chịu rồi, ghê vậy. Rồi tiếp theo là một cái con cá mập Meradon các bạn, Meradon băng nha. Thì trên mình nó sẽ có cái hoa tiết hoa băng bằng băng như thế này mà nguyên con cá bằng băng luôn các bạn. Trời ơi đỉnh thật sự, con cá này rất là đỉnh các bạn. Cá này 46 là mình rất là mong chờ ngày mai ha.
Ngày mai nếu mình câu được con cá này á, câu được con cá 46 như này, mình sẽ bỏ vô hồ 46 mình trưng coi nó như thế nào nha các bạn nhé. Còn 46 mới đó, 46 mới mình nữa thì mình nói mua, mình bỏ vô, mình chưa có bỏ vô các bạn. Rồi, cái đó là khu vực mới muốn chia sẻ với các bạn ha. Rồi bây giờ tiếp theo mình đến khu vực bị lãng quên tiếp theo nha. Thì đó là khu vực băng tuyết mới các bạn, khu vực để câu cá băng mới. Mình thấy là bắt đầu hành trình mới mọi người, hành trình gọi là mình mai mình sẽ ra một series hành trình câu cá băng mới mọi người, trong đó có cá 46 nha. Tôi thấy cá 46 rất là hào hứng các bạn ơi. Yeah. Bên cái nhà kia của tôi là có con câu băng các bạn. Bây giờ từ ngày mai mình sẽ ổ ạc này chứ ngày kia gì ta, ạc này mình có con câu băng nè. Ôi, vậy là mình làm ạc chính luôn nha mọi người, mai mình sẽ làm hành trình câu cá bên ạc chính luôn các bạn nha. ngon lành các bạn. Rồi, bây giờ khu tòa nhà tiếp theo mà mấy bạn bị lãng quên đó, thì đó là tòa nhà chỗ mà khu gọi là khu này khu gì các bạn, để mình vô thử cho mày câu nha. Vô thôi. Đây các bạn, thì khu vực này gọi là khu vực giống như là trưng bày triển lãm gì đó mọi người, mình cũng không biết các bạn đó, thì mình không biết gọi là cái gì nha. Khu này thì có bao nhiêu người vào ta? Khu này thì có hơn 10 triệu người vào đây các bạn. Thì hồi xưa cái thời mà bắt ếch, các bạn thời bắt ếch á, thì mấy bạn vào đây khá là đông luôn. Tại vì sao? Lại hồi xưa trong đây có ếch hiếm mà. Trong đây hồi xưa trên này có nhiều ếch hiếm đó các bạn. Bây giờ á, sang cái mùa hết mùa ếch các bạn, thành ra là bây giờ các bạn không trông vô đây không còn thấy một con côn trùng nào nữa. Thì ếch sẽ xuất hiện vào tháng mấy ta, để mình coi lại các bạn. Rồi, ếch sẽ xuất hiện vào đầu tháng 3 nha mọi người. Tháng 3 tới thì ếch sẽ xuất hiện lại trong đây các bạn nhé. Thì bạn nào chưa có gọi là thu thập, chưa có bắt được những con ếch hiếm như này, Panama hay là Goliath gì đó, các bạn có thể sau này tháng 3 là mình có thể vô đây lại nha. Hiện tại là tháng 1 các bạn, cũng còn không còn lâu đâu các bạn ơi, không còn lâu nữa mình sẽ bắt đầu bắt ếch lại nha các bạn nhé. Đó, thì ngoài bắt ếch ra thì các bạn có thể câu cá như này nha. Câu cá như này thì cũng có bóng 4 nè, bóng 5 thì mình nghe nói là hình như là không có hay gì mà mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà đặc biệt ở đây các bạn câu bóng 1, bóng 2, bóng 3 là các bạn ra được cái bộ đồ nha các bạn nhé. Thì cái bộ đồ nó sẽ như thế nào? Thì các bạn câu cái hồ như này á, mấy bạn câu có tỷ lệ lên cái hộp, các bạn mở được nguyên cái bộ đồ của cái ông này đang mặc, các bạn nguyên bộ đồ của Hàn Quốc các bạn ha, mở hộp nha. Thì mình biết là bóng 2 hay là bóng 3 các bạn, mấy bạn câu sẽ ra tỷ lệ ra được bộ đồ này, có bộ đồ nam, có bộ đồ nữ luôn các bạn nhé. Bộ đồ nữ thì sẽ như thế này nè, để mình cho các bạn coi đồ nữ nha. Tôi nhớ là tôi có đồ nữ mà ta, có đồ nam, đồ nữ luôn, mình cho các bạn coi thử nha. Đây các bạn, thì đây chính là đồ nữ các bạn ơi. Đây là chính là đồ nữ nè, đồ váy hanbok hồng nhạt các bạn. Cái này khá là dễ thương luôn, khá là đẹp luôn, mấy bạn nữ có thể vô đây để săn bộ đồ này để mặc nha mọi người nhé. Đó, ok chưa? Khá là ghê luôn mọi người. Trong này có bộ đồ khá là đẹp luôn mà mọi người, kiểu như mọi người đã có rồi sao mọi người không còn vào đây câu nữa các bạn, khá là ít người vào đây luôn. Khá là trống vắng luôn các bạn. Thì trong này thì mình nghĩ là sắp tới nữa, trong thời gian tới nó trong này sẽ trang trí những cái gì đó sẽ hấp dẫn hơn các bạn. Hiện tại là mấy bạn chưa thấy gì nhiều đúng không? Trong này thì bảo là giống như phòng triển lãm, phòng truyện tranh các bạn, nhưng mà trưng bày tranh thì cũng tranh này các bạn cũng không có quan tâm nhiều các bạn, thành ra là mình sao nó mờ dữ người ta. Tôi nhìn tôi còn không quan tâm các bạn ơi. Cái bãi biển này ở đâu mọi người, ở nước nào, bên Hàn hả? Cái này là bên Hàn Quốc ha các bạn. Mình không có biết rồi, cái này gọi là cái ở đâu nước nào các bạn ơi. Nhìn thì nó có vẻ nó hơi hiện đại nhưng mà không biết ở đâu nữa. Cái này là thủy cung à. Đẹp vậy ta. Không, cái này bức tranh gì các bạn ơi. Wow, trong này là có những cái này luôn, tôi mới biết luôn các bạn. Vãi trưởng, bạn nào chưa biết để bạn cùng xem với mình nha. Cái này là ông vua nhưng mà ông vua, bộ đồ ông vua tôi có luôn các bạn đó. Thì bên này sẽ có cái khu như thế này các bạn đó, như thế này ha. Rồi bên này là có một cái khu hình như là bên này mua đồ ấy, giờ để mình coi thử trong này bán những cái gì các bạn ơi. Đây rồi mình tới các bạn, thì trong này sẽ bán thức ăn nha. Một là sốt gà chiên cay ngọt như nè mọi người đó, mình mua luôn nha. Cái này nó có cách tác dụng gì không ta? Hình như là không có gì mọi người. Hai là cái bánh rán hot hot nhân hạnh Busan nha mọi người. Rồi ok các bạn. Ok chưa. Đó thì cái khu này khu thứ ba, thứ tư rồi. Bây giờ mình sang khu bị lãng quên tiếp theo các bạn nha. Đi thôi. Cái khu mà bị lãng quên tiếp theo các bạn không có đâu xa các bạn, không đâu xa các bạn, thì kế bên cái tòa nhà luôn. Thì tính là tòa nhà bên đây các bạn, tòa nhà nói chung là tòa nhà của nhau các bạn, tòa nhà của nhau nha. Thì cái này mình vô coi thôi bao nhiêu bạn vô đây nha mọi người nhé. Đây mới vào thì các bạn thấy một con nhau khổng lồ các bạn. Nhau này biết phun lửa luôn nha, các bạn thấy trong họng có lửa không, trong miệng có lửa nè, chuẩn bị phun lửa nè, phun lửa cái nhau phun lửa nha mọi người. Hay ghê chứ, nhau gọi mình Việt Nam mình gọi là nhau gì thôi, chứ bên gọi là bên Hàn hình như ta gọi là con rồng hay sao các bạn, mình cũng không biết nữa đó. Thì giờ trong đây thì chỉ có hơn ba triệu người vào trong đây thôi mọi người, vậy là khá là ít luôn các bạn, gọi là các bạn khá là lãng quên luôn, quên khu này khá là nhiều luôn các bạn ơi. Cái này là cái gì đây? Đọc sách à. Trong này cũng có sách nữa các bạn. Đó. Trong này mình nhớ không lầm là các bạn nào mà chưa vô đây lần nào á, bạn vô đây lần đầu nếu bạn nhận được một chiếc áo của các bạn này đang mặc mọi người đó, chiếc áo mặc y chang gì luôn nhé các bạn nhé. Thì các bạn có thể vô đây để nhận chiếc áo đó nha mọi người ơi.
Như trang phục của Nhâu Nhâu này bán với giá là 179k cộng với lại bé bớt của Ella nha mọi người. Thì hôm nào mình sẽ mua thử cái trang phục này mặc thử nha. Trang phục của Nhâu Nhâu mình không biết sao mà nó khá là nổi luôn các bạn. Còn trang phục của bạn này thì không được gọi là không đủ các bạn chú ý đến cho nhiều các bạn, đúng không? Không biết sao nữa. Trong đây mặc dù trong đây cũng có một cái tượng cho bạn đó là khá là ok nè, nó khá là to, nhìn khá là ok luôn các bạn. Tại vì mình nghĩ là tại thiết kế cái con nha quạt bộ đồ bằng này phải y chang như thế này nè, là mình nghĩ nó sẽ hot giống như bạn Nhâu Nhâu á. Mà cái trang phục của bạn này bán thì gọi là cái có cái khuôn mặt bệnh đây các bạn, thành ra nó nhìn nó không ok lắm nha. Nó phải nguyên gọi là nguyên chắc như thế này luôn á, mình sẽ nghĩ sai số người mua sẽ nhiều hơn các bạn. Trong này này có những gọi là khu triển lãm, nếu mà khu triển lãm sẽ như thế này nha. Trong này giới thiệu những cái bộ phim có liên quan về những cái nhân vật trong đây các bạn, mình cũng không biết là nhân vật gì nữa. Tại vì mà hoạt hình này thật sự nó hoạt hình này mình không có xem các bạn, không có xem hoạt hình này bên Hàn Quốc, nổi tiếng bên Hàn Quốc hay sao á. Đó, bên này là có khu chiếu phim nữa nè nhưng mà không có chiếu nha các bạn. Ok. Hay rồi, đó là cái khu lãng quên của bạn lãng quên tiếp theo. Bây giờ mình cùng chờ đợi cái khu nào gọi là lãng quên tiếp theo nhé bạn nhé. Mình cũng kháo hức chờ đợi đi thôi. Rồi mình vô một cái tòa nhà bị gọi là bị lãng quên tiếp theo đó bạn, đó là tòa nhà Lotteria. Cái bạn Lotteria chỗ bán là ráng các bạn. Hiện tại thì trong đây chỉ có hơn 6 triệu người vào đây các bạn, xin 6 triệu là khá là ít rồi các bạn ơi. Rồi ok ha. Trong này mà mình nghĩ mà để các bạn mà vào nhiều hơn nữa thì các bạn trong ngày nhà phát hành phải bán là ít nhất là phải pizza gà tôm nè. Nếu mà không bán được pizza gà tôm thì cũng phải cho các bạn vô đây để chế nha. Kiểu như mới những món đồ một cái hương ứng các bạn cho các bạn mang lại các bạn tới đi tới lui á, thành ra là kiểu như để vậy cho các bạn vào nha. Chứ bán những cái món này thì thành ra các bạn trong game rồi tương tác nó không có nhiều về cái vụ thức ăn đó mọi người. Chỉ đơn thuần là các bạn ăn cho nó vui thôi, cầm theo cho nó vui, thành ra là các bạn không có vô nhiều nha. Trong đây có bán mì Ý nè, khoai tây lắc nè, rồi phô mai que nè, burger tôm nè mọi người, khá là nhiều món hấp dẫn các bạn, khá là ok đó. Mình có thể vô đây chơi trò chơi để gọi là mua những cái món này cũng được các bạn ha. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể đợi mấy bạn nào mà chưa làm vụ lần nào thì các bạn là nhận vụ của ông này nha. Nhận vụ của ông này thì kêu đi bắt những cái con gà các bạn, thì các bạn sẽ nhận được một cái mũ, ok chưa? Thì đó bạn nào chưa làm thì có thể làm ha. Rồi bên này là có những cái bàn ghế hay kiểu Lotte của Việt Nam mình, vừa ngồi Lotte Việt Nam mình cũng vậy luôn, nhưng mà mình nhớ không lầm là Lotte Việt Nam mình là có một cái chỗ rửa tay đúng không, cái chỗ lấy sốt chỗ này bán kem mà có chỗ mà lấy sốt đó mọi người, lấy sốt chấm á, xong rồi cái chỗ rửa tay nữa các bạn, không biết phải chỗ này không ta, chỗ này là cái gì mọi người, hình như là chỗ này đúng không các bạn, tôi nhớ không lầm mình lấy muỗng nĩa tay rồi ấy, chỗ này nè có một chỗ rửa tay riêng nữa mọi người. Thì trong này là có nhà vệ sinh đúng không? À vậy là nhà vệ sinh chứ rửa tay mày luôn. Còn cái kia là cái chỗ lấy sốt các bạn, chỗ lấy sốt ở đây nè phải không? Hình như là vậy các bạn. Mình không đi ăn nhiều mình cũng không biết nữa, trong này là cái nhà vệ sinh trong này là sẽ như thế này hả? Ồ, tôi anh ra không biết luôn các bạn ơi. Chưa vào đây lần nào luôn các bạn. Ok. Ok, nhà vệ sinh trong này khá là đẹp các bạn, khá là đẹp luôn. Nếu mà thật sự mà mình chụp tấm hình trong đây các bạn, thật sự không biết chỗ này là chỗ nào đâu thiệt luôn á. Trong này là cái cửa ấy, cái chỗ làm việc của mấy bạn này là mình vào được á hả? À là mình là từ nãy là mình nhẹ đã nhảy vào được các bạn, mình không biết các bạn chỗ này là cái gì. À đóng cửa lại, trời ơi nhân viên làm gì mà không đóng cửa lại chân, để cái gì mà tủ lạnh nó bay ra ngoài kìa. Đồ đạc thì sắp rớt ra ngoài luôn nè, sao vậy ta? Đóng cửa lại chỗ này chưa đóng nữa nè. Sao trời ơi nhân viên đi làm mà về hết trơn luôn không đóng cửa lại cho người ta. Kỳ thiệt chứ, tôi là sếp tôi đổ việc, tôi đuổi việc mấy bạn này trơn luôn mọi người. À, thì trong này cho nhớ này ấy, chỗ rửa tay đó nè, trong này có chỗ rửa tay cho nhân viên cái gì các bạn ơi. Wow, có cái bình chữa cháy nữa các bạn, mày bình chữa cháy này xài không được. Rồi bây giờ mình sẽ đến một chỗ tiếp theo nhé bạn nhé, đi một chỗ tiếp theo coi chỗ đó là quên sẽ nhớ nào là chỗ là chỗ nào các bạn ơi. A few moments later. Mình nghĩ bao nhiêu này đã đủ cho các tòa nhà bị lãng quên trong game Play to Order các bạn. Thì bạn nghĩ tòa nhà nào bị lãng quên nữa thì các bạn comment bên dưới nha. Để làm sao mình sẽ tham quan các bạn luôn. Thì nhưng mà mình không muốn thông báo các bạn, muốn thông báo đó các bạn là từ ngày mai là có bản cập nhật mới. Ngày mai mình sẽ bắt đầu một hành trình mới nha mọi người nha. Bạn nào thích câu cá hay là không biết cá băng ở đâu, cá mới băng ở đâu, cá băng mới ở đâu thì các bạn có thể theo dõi kênh mình là Toàn Yolo nha các bạn nha. Mình sẽ chỉ cho các bạn cũng như là bắt đầu hành trình câu cá cho các bạn xem nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ trả kèo mini game tặng 16 thỏi vàng cho các bạn, xong rồi mình sẽ kết thúc clip đó các bạn. Thì cái mini game video này của mình á, mình cũng sẽ là tặng 16 thỏi vàng cho các bạn luôn nha. Thì để tham gia cái mini game bên mình thì các bạn rất là dễ luôn. Thì tham gia cái mini game mình thì các bạn phải like video mình nè, đăng ký kênh mình để nhấn cái chuông các bạn nhé. Nhớ các bạn để cho mình một like, đăng ký kênh mọi người, cho mình cái động lực để mình làm video khác cho các bạn xem ha. Rồi thì
Cái bước thứ hai là các bạn để lại cái tên trong game của các bạn nè, cộng với cái ID giùm mình nha. Nhớ là phải có ID mình tặng quà cho các bạn được ha. Rồi cái bước thứ ba là bạn comment nhận 16 thỏi vàng các bạn nhé. Rồi các bạn đừng quên nha, ngày mai mình sẽ làm video hướng dẫn cho bạn nhận vị trí câu cá băng nè, cũng như là câu cá đó đâu, hay là câu như thế nào, hay là mình làm hành trình nè săn cá băng 46 rồi mọi người nha. Thì các bạn nhớ đón xem video của mình ngày hôm qua, ngày mai nha các bạn nha, chứ không phải ngày hôm qua nha. Đó, giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Cái video game kết bạn thì mình đã kết bạn với bạn rồi đó mọi người. Bạn comment sớm nhất thì bạn nào tự biết ha. Rồi bye bye.